Vào đây trận đầu tiên, trận này để lại máy thầu cái xem có ra cái đi xe không em nhá. Phong thủy đi xem nào. Vâng, Gzik à. Ô. Đó, Mark Zone bên kia Mark, bên mình, bên kia Mark Zone bên mình Mark Gzik, xúc được. Cứ tưởng bên kia là đơn vị quân gì đấy thì hơi dưới dưới một chút. Bên kia cũng chỉ là hai đơn vị quân thuần chém thôi. Tiếp tục Mạnh Hào là cùng Gzik. À đâu, Mạnh Hào cầm Zoman. Thầu là cầm Gzik bác này. Vâng, BB là cầm Mark C. Đó đây chính là quả này là không phong thủy lắm anh em ạ. Một tên phong thủy hơi hơi lỗi. Vâng, nó chỉ là một bài đấu Mark Zom đối đầu với Mark Zik. Bên kia nhìn hơn một chút về cái thế là con Zoman nó tuyển hơn, tuyển hơn so con Zik. Vâng, map solo và rơi vào cái thế solo thì con Zik nó sẽ đuối hơn so với con Zoman. Khi bạn đánh kiểu phù ra sọc dây. Đây là màn hình máy của game thủ BB nào, Mark C. Đang đây là BB một bài đấu. Ôi, mày có chưa? Và một tuần hai vòi về là khá nguy hiểm đến từ game thủ BB khi mà vừa rồi ta hơi ít dân để có thể phi tuần vừa rồi. Đôi vòi về bị hiệu trên này bị hiệu 5 con. Một map đấu Mark C cho game thủ BB và em đẩy trong hướng 6 giờ và hình như là bài đấu chưa thấy dừng thì phải. Ok, chào anh Nguyễn nha, chào anh Israel Nguyễn và chào anh Nguyễn Thanh Lan nha. Và bên đây màn hình máy của game thủ TMT. Và em chào anh Nguyễn Diện nha. Ui, mắc binh rồi này. Và đúng rồi anh Tơi ơi. Và chào 3001 anh em nhá. Đang map bên này mắc binh luôn cho thầu. Nhưng mà hơi tiếc một chút là em bị một tấn chết dân. Đó, hơi đáng tiếc khi mà đi dò gặp hơi sư tử. Đó, đen đi dò gặp hai sư tử, thêm một đôi voi nữa. Một bài bốn voi và hai quả phụ cho game thủ tiểu bàn thầu dân mắc. Đó, đây là máy của BB, tiếp tục thêm đôi voi nữa. Vào chỗ bài đấu đấy đẹp thì cho thầu rồi, mỗi tội hơi đáng tiếc một chút là em bị chết dân thôi. À, đáng tiếc là cũng tận chết dân. Đây là máy của thủ BB. Vâng, sẽ là bài đầu ăn cho mình cái bãi vàng bên cái chỗ BB này. À đâu? Đó, bên cái map đầu giữa hai nhà thì BB có một bãi vàng mới đẹp hơn. Ok rồi, bãi vàng này đẹp hơn. Và bãi vàng này coi như là bỏ. Vâng, cái này coi như là bỏ. Ok, chào anh Vũ Tiến Hùng nha. Và chào anh Minh. Và chào anh Tiến Dũng nhá, chào tất cả anh em. Chào anh Ngô Tơi và lâu rồi không không và anh không xem kèo anh ơi.
Bây giờ đánh bận gì không xem kèo nhỉ? Cho anh Diễn Nguyễn nhá. Rồi cho anh Sĩ. Rồi cho anh Sĩ sinh đôi anh em ơi, sinh đôi nhá. Rồi BB và Hùng sinh đôi cho nên nhìn giống nhau như hai giọt nước luôn. Đây là máy của game thủ Gzek này. Rồi nhưng mà vẫn quyết định cờ cờ bãi vàng này ơ. Rồi vẫn nhét được cái bãi vàng khéo phết nhỉ. Rồi cho anh Khang nhá. Rồi bảo chị Miền thì đừng buồn nữa, đi rửa bát nào ok anh ơi. Rồi xin cảm ơn anh Mạnh Cường nhá. Ok, cảm ơn anh Cường nhá. Và cảm ơn anh nghệ sĩ ưu tú Kim Trọng đã tặng cho game thủ Huy là 500 sao. Và cảm ơn anh Cường đã vừa tặng thêm 30 sao cho game thủ BB nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hy vọng game thủ ta sẽ thi đấu hay để cho anh em có thể có một kèo đấu cuối tuần hấp dẫn. Và anh em nào yêu thích các game thủ và đặt niềm tin các game thủ trong thi đấu ngày hôm nay thì sẽ được là một tuần gọi là ấm ở trong cái mùa thu này. Bên này thì game thủ Max C đang bắt được con giò của và đội bạn. Bây giờ hai game thủ ta đã bị đội bạn nhốt con giò này. Và sẻ là một tên đang nhốt luôn hai con giò các game thủ NB Club. Đang hai con giò của hai game thủ bên mình đang bị nhốt luôn ở đây rồi. Đây là thầu 25 trên 30 sau. Rồi chạy. Không như vậy là B đang không thể chạy được con giò. 22 trên 32. Bài đấu Abi bắt đầu căng được cho mình một cái y đây rồi. Đó, cho anh Tiến Mạnh nhá. Đó, cho anh Doi Định nhá. Đó, một tuần vẩy bè là rất kịp thời dành cho game thủ BB. Đúng trong một khoảnh khắc. Đúng trong một khoảnh khắc chúng ta vẩy ngay kịp thời để có thể giữ lại đơn vị dân gỗ của mình. Và bên này thì game thủ BB cũng có một tuần đang khoáng được cái dân gỗ của chim sẻ đi đăng. Đang sẻ là bài đấu cầm Maxi thôi. Đang sẻ cũng chỉ là cũng bài đấu Maxi như mình. Bây giờ những con y sẽ bắt đầu giải ra được cái hướng lộ trình. Đây là máy của game thủ Tiểu Bàn Thầu. Đang thầu em tiếp tục phát hiện ra hai dân nữa của game trẻ chim sẻ đăng tại cái BG. Còn tổng qua thì sẻ mất khoanh gỗ đây. Sẻ mất khoanh gỗ và mất thêm mấy con dân bên ngoài đấy. Ở thời điểm này mình nghĩ là chim sẻ đi nắng là người đang nằm nhiều dân hơn so với thủ Bi. Bi vẫn đang có tròn ruộng và vẫn đang có bãi vàng. Và mỗi tội là vàng và gỗ đang hơi nhiều một chút. Thời điểm này vàng và gỗ hơi nhiều. 22-36 bắt đầu mang dân về để có thể cơ cấu lại cái khoanh tròn cái khoanh ruộng của mình. Vâng, rất vừa khít luôn. Vừa khít. Đây là TMT. Vâng, sẻ khả năng chỉ còn đúng cái hốc dân này. Vâng, Mạnh Hào màu tám. Mạnh Hào màu tám đã bắt đầu có những đơn vị sọc giấy lên đây. À đấy. Quả đấy mà kịp vẩy e thì hay. Rồi như vậy là bên này Hào bắt đầu công phu lên nhà thầu. Rồi Hào cũng bắt đầu công phu lên đây rồi. Rồi BB sẽ là người có những con chém Max C để thể sang chém P cho game thủ Tiểu Bàn Thầu. Rồi rất nhiều phù nhá. Ít nhất là 3 con phù và nhà BB cũng đang bị nhay. Là 23 trên 44. Đó, 24 trên 40. Vâng, vẫn đang có vài con chém và vài con con giò của chim sẻ chạy long quăng tại nhà chính của game thủ. Ở vì lại còn vẩy é cản mặt nữa, khó chịu nhỉ. Một tuần gì không được. Vâng, chim sẻ rất tập trung vào những cái tuần tiểu tiết. Và vừa rồi là đội bạn ăn được cũng 2 dân đấy. Và đội bạn vào ăn được 2 dân của mình. Vâng, rất khó chịu. Đấy thực lối đánh của chim sẻ đàng. Đây là thầu nào. 17.
Bên này thầu đang bị công phu và em đang tham lai hơi yếu một chút. Và thời điểm này có vẻ như thầu đang không thở được trước cái bài đấu của game thủ người cầm màu tam. Bằng họ di phù lên và dòng cả những con sọc dây. Rồi bị lọt. Rồi và quay trở lại màn hình máy của đội tuyển đi. Tham lai là 22 trên 36. Và bên kia màu 8 trong góc gần 3 giờ đang có rất nhiều y. Bài đấu ta đang đánh với bài hai chém. Và hai chém và con Zoman cũng bắt đầu có y luôn dành cho game thủ màu 8 rồi. Và màu 8 cũng ra y luôn map này. Đang thấu 14. Đó, có làm con giò có thể quản lại chim sẻ nắng hay không? Thầu đang đi sát mép để có thể tìm dần chim sẻ. Đây là BB. Nhà hơi rộng cho BB. Đó, nhà hơi rộng và gọi là hơi mất tay và hơi khó thủ một chút với những con y thủ nhà. À đây. Vâng, đây. Vâng, đây là cái hốc của chim sẻ đi nắng. Vâng, cái hốc của chim sẻ đi nắng đầu tư luôn 3 cái nhà BS. Vâng, 3 cái nhà BS để có thể làm một tên bo bê. Vâng, vừa rồi game thủ BB cũng làm một tên chặt gỗ và bây giờ cố gắng để có thể om đồ lên cho mình con cung Nga của bác C. Vâng, sẽ là bài đầu lên A bác C. Thầu là người bơm đồ, bơm cả gỗ nhờ bơm cả thực cho game thủ BB map này. Vâng, vàng đang ổn cho game thủ BB, ruộng đang tròn. Đây là máy của game thủ tiểu bàn thầu nào. Thao này còn bao nhiêu? 15/52. Và trận đấu này dí được cái tên hốc của game thủ chim sẻ là sẻ về sau sẽ phê. Đó, thao này chơi được nhá. Vâng, trở lại máy của BB nào. Vâng, tham lai vừa rồi, tham lai là ngon đấy. Và cứ thế là game thủ BB đang nở lên và tí nữa ta sẽ có cung hai ao. Vâng, sẻ tầm này sẽ bắt đầu phế rồi. Vâng, BB đang cố gắng để có thể dùi mài đi bằng chết luôn cái hốc của game thủ và chim sẻ. Vâng, bao nhiêu gỗ đây, bao nhiêu gỗ để cho sẻ có thể sửa và hào sẽ người bơm bao nhiêu gỗ để cho sẻ sửa tờ này. Chúng ta đang thiêu bằng thời gian và để lấy gỗ rồi bạn. Đó, mình cứ thiêu thôi. Mình cứ thiêu. Đó, bắt buộc chim sẻ sẽ phải nhận gỗ đến từ cái thủ Zoman để có thể một tên sửa. Đó, đợi bạn đang đi một tên kìa. Đó, đã có những con y thủ nhà đến từ cái thủ DB rồi. Đó, cái vấn đề là quan trọng là cái vòng ruộng này. Bạn đang được giải y. Rất nhiều y của cái thủ BB đang thủ nhà. Và cái thế này ta chuyển về thế là y Maxe đánh với kẹp cung Nga. Và có để một, có cắt một con cung Nga sang cái hốc dưới không em? Thả một con cung Nga xuống đây. Vâng, thả vài con cung Nga xuống đây bắn chết chim sẻ đi. Khó chịu thật. Vâng, bo này. Vâng, cho nó sửa. Vâng, để vứt ai cung Nga vào đây cho ông sửa cái. Sửa đi. Bắn luôn từ đây, sẻ chắc chắn sẽ nằm rồi. Không thể chạy đi đâu được đến được chim sẻ. Vâng, này thì sửa à. Vâng, sửa hộ cái. Một tên gọi là đếm ngược thời gian cho chim sẻ đi nắng. Vâng, bây giờ sẽ chờ đợi một tình huống mà game thủ Mạnh Hào là người sang đây. Hào sang đây cứu. Vâng, Hào sang đây bắt. Vâng, bên kia chỉ là những con y của Zoman thôi.
những loại y Zoman, những con y không chiêng. Rồi phế ngay. Bằng tuổi gì? Bằng công 4 giáp 4 rồi, nhưng mà thật sự là không có, không có tí cửa gì để chơi với Kunga cả. Bằng y thường nhai chỉ có thể chơi được chém và chơi được đà và chơi được y thôi. Bằng gặp cùng cái là tắt điện ngay. Bằng tạm thời thì chia sẻ là người bằng đã bắt đầu fit cái hốc này. Đây là màn hình máy của game thủ tiểu bàn thầu thay 13/56. Đó, về sau biết Hào có chuyển về cái thế là nó kèm thêm chém không nhở? Đó, có lẽ là game thủ Mạnh Hào sẽ chuyển về thế đánh chém. Đằng Y có để lại thủ nhà không? Đằng để Y lại thủ nhà. Đó, rồi chim sẻ đi đánh là người đi sai. Vâng, tỷ số là 2-0 ở trong trận đấu này. Đó, một cái timeline, một cái timeline này chúng ta cũng rất ảo thôi anh em ạ. Một cái timeline này chúng ta cũng nhấp nhô như cái sóng lượn. Rất trận đấu này hai cầu thủ ta đều hay anh em ơi. Đó, cả hai cánh đều rất hay trận này.